Hello, chào mừng cô chú chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em nha. Bữa nay em ghé lại quán bánh xèo nhí miền Tây Rau Rừng cả nhà, ở số 21 đường Đông Bắc, đầu quận 12 nha. Quay chia sẻ một vài hình ảnh ở quán bánh xèo nhí của chú mình xì chị mình xem nha. Hôm nay quán bánh xèo nhí nghỉ 3 ngày để sửa chữa quán cả nhà. Nay quán sửa xong rồi ha. Hôm nay là bán trở lại nha cô chú chị. Đây quay cái không gian quán mới sửa cho cô chú chị mình xem nha. Cái lô bé Hà nha. Đây rất là rộng rãi nha cô chú chị. Vô trong quay ra cho cả nhà mình coi. Bây giờ là mấy cái bàn cũ là bỏ nha, mấy bàn cũ là bỏ. Ê, hello bé Hà. Đây, bây giờ xe là đậu ở khu vực phía trước này nha cả nhà, đậu hai bên đây nè. Xe của Phương đậu này nha, đậu hai bên. Ở trong này thì trải bàn nha. Ngắn gì à? Chocolate. Chocolate hả? Đây Trâm Anh nha, chuẩn bị bàn tới, dọn bàn ra nha cả nhà. Hiện tại bàn chưa có, mấy cái bàn cũ thì không còn để đây nữa. Mấy bàn cũ thì để phía trước. Đây. Để chỗ này, ở trong này có lót thảm nè. Lót thảm một khúc ở trong này thôi cả nhà. Hai bên đây là để khoảng 10 cái bàn. Đặt bộ bàn ghế mới luôn. Chút người ta sẽ giao tới để sắp bàn coi như thế nào nha cả nhà. Đây, sơn phết đây nè. Là phòng thì có thay mới một vài tấm với lại mấy tấm cũ sơn lại luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp. Rất là rộng ha. Giờ hiện tại chưa có trải bàn vô khu vực trong này, rất là rộng. Này, sơn lại sơn hết lại màu xanh dương nha cả nhà. Đây, này sơn màu xanh dương nha. Này màu gì? Này lên đây màu xám hả? Nó không màu xám. Sơn màu xám ở dưới đây nhìn nó tối. Đúng rồi, này sơn màu xanh hoặc là màu trắng á, nhìn nó mới sáng cái nhà, thấy không? Ở đây lắp 6 cái đèn. Là phòng hai cái quạt hơi nước thì để ở trong nhà thổi ra nha cả nhà. Đây nè, cái tủ đựng nước ngọt thì dời vô trong đây luôn rồi cô chú anh chị. Đó, tủ rau thì dời ra phía sau luôn rồi nè cả nhà, cái tủ rau dời phía sau luôn rồi đó, rau dời phía sau không còn để phía trước như mỗi lần nữa nha, phía sau luôn. Dưới này bây giờ khu vực dưới này là hơi chật chội rồi. Để không gian này ở phía trước rộng rãi nha. Chút xíu nữa là người ta sẽ giao bàn ghế tới nha, nghe nói bàn ghế đẹp lắm cả nhà. Chờ xem phương quay của chú anh chị mình coi nha. Hiện tại thì có khách tới. Ăn gì ha Trâm Anh? Chocolate hả? Rồi sao sửa nhà thấy lại đẹp không? Rộng rãi không? Hôm nay ở nhà có phụ gì không? Phụ dọn dẹp gì không? Hôm qua ở nhà phụ dọn hả? Hôm qua nhớ phụ dù vậy. Qua như gì chứ vui vui vậy hả? Trời ơi, nay dọn sạch sẽ rồi. Dưới này là lót thảm nha cả nhà. Đi nè, để coi tình hình sao nha. Còn khu vực của ngoài này đậu xe thì không có lót nha, còn như cũ. Rồi Hà Anh ra chiên bánh xèo cho hai cô tới mua. Ở bên đây thì cái bồn rửa tay để bên này nha cả nhà, dời qua ha. Trước nó để bên đây nè, để góc bên đây này, dời qua bên đây ha. Nãy đây có in một cái bảng nè. Đây, mời cô chú anh chị mình xem. Bánh xèo nhí kính chào quý khách đã đến ủng hộ ha. Quý khách vui lòng tắt máy xe ở ngoài rồi dắt vào trong. Khi ra về xin quý khách dắt xe ra cửa rồi hãy nổ máy nha. Xin chân thành cảm ơn. Có nghĩa là khách tới đây thì đậu phía trước rồi tắt máy dẫn xe vô nhà nha cả nhà. Lúc trước thì chạy thẳng vô trong nhà luôn. Bây giờ thì tắt máy xe dẫn xe vô trong nhà nha, không nổ máy chạy vô trong nữa nha cô chú anh chị. Thấy có một chiếc xe tải quẹo qua đó, không phải biết phải bàn ghế không. Ông nội đang quậy bột đổ mua mấy cái vậy nè. Bánh xèo hả chị, mua về hả? Mấy cái chị? 4 cái hả cô? Cô cho xe chạy lên trên này để ngồi đó nắng. 4 cái nè, rồi ha. Hôm nay nghỉ 3 ngày rồi khách không có ăn bánh xèo. Nay mới vừa chưa có dọn xong là khách đã tới ăn ủng hộ bánh xèo rồi cả nhà. Dạ. Nước trà đá không cho cô? Dạ. Cô ngồi ghế nghỉ. Trưa nắng rồi khách tới ủng hộ, cảm ơn quá chừng. Nay nghỉ 3 ngày rồi sửa chữa quán, hôm nay mới bán lại. Nhìn rộng rãi khang trang sạch sẽ lắm cả nhà. Đây. Nhìn phía đông rất là rộng luôn. Là phòng lập lại luôn, nhìn đẹp không cả nhà. Hình như là thay mới gần như toàn bộ luôn á.
chỉ có một số nào còn xài được sơn lại thôi chứ không có thay mới. Cái menu vẫn còn để y như cũ nha cô chú anh chị. Tháo xuống sơn sửa xong rồi để lên lại. Có 4 khách tới mua ủng hộ nè. À, đầu giờ chiều mới dọn ra thôi. Nồi dàn nhóm lửa chiên nha. Nhóm 3 bếp cho Hà Anh chiên tốc hành luôn cho khách rồi. Ở phía trước khu vực này thì vẫn như cũ nha cô chú anh chị, hai bên cửa đồ cũng sơn phết lại luôn. Thấy không? Chú vỡ xương lòng bự hơn. Chồng ghế lại. Con nội đang nhóm 3 bếp luôn cả nhà. Rồi, nhóm nữa rồi, nhóm nữa rồi. Bởi vậy phải khách thợ quen rồi, phải chạy vô luôn. Phải nhắc từ từ. Xe giờ đậu phía ngoài không có vô trong nữa. Chưa biết nữa, tình hình không biết, để thử ở ngoài thử nghiệm, ông nội thử nghiệm. Trời, tôm này to dữ hả? Hay là mấy ngày không gặp, bên này thấy nó to. Không có, phải chịu rồi. Tôm to. Tôm to. Trời ơi, bà nội quá trời đồ. Đang đi mua thì mấy cái đựng nước mắm rồi, quý vị. Đó, bà nội đi mua đồ về nè cả nhà. Mấy ngày quán không bán cái nuôi tôm nó mập ghê ha. Chà bá lửa đó luôn. Út mà. Vô tạ rồi, mấy ông cháu. Tôm vô tạ, không có bán nên là tôm được nuôi xong rồi bỏ vitamin vô nên nó ăn nó mập quá trời luôn. Anh chuẩn bị ra tay. Bột đang chuẩn bị lên chảo cả nhà, quá khói. Ông nội nhóm hết 5 chảo luôn nè. Đưa mà đã có khách tới ủng hộ rồi. Thành phố lên đèn hả? Bị đổi múi giờ hả? Cô với chị này mấy cái? Hai hả? Là tổng cộng 6 cái. Để cái tủ rau trong kia biết cần gì không? Là khách mua về phải đem rau tút vào đây á, phải không? Ông sẽ làm mấy bịch ở đây giống như là... chắc là làm cái đồ treo á, treo rau vào đây cho lấy cho nó gần cho nó dễ. Để hôm nay mới ngày đầu. Hello con gái. Hai chục người đang đứng đây quay chờ vậy sao nữa cũng hợp á. Sao nghỉ đó. 3 ngày sao hôm nay bán lời sao? Dạ nghỉ 3 ngày thì cảm thấy là phê. Nghỉ là phải tràn đầy năng lượng chứ. Đúng rồi, hôm nay phải tinh thần sảng khoái chứ đúng không? Gặp ông bà cô chú rồi à. Còn có nữ ác chứ việc to. Việc có chuyện to, ác chứ việc bầu chứ việc to. Rồi này hello cái bánh xèo. 3 ngày mới gặp lại cái bánh xèo. Tôm lên màu đẹp nha. Tôm này rất là to luôn nha. Ai ăn mấy cái bánh xèo đầu tiên mới hẹn này là tôm to nha. Dính chảo à. Nãy không có chế dầu hay sao? Cái này là cái đầu tiên. Nãy không có chế dầu bên đây nè. Đúng rồi. Dạ vô. Cái gì rồi?
vẫn còn dính, vẫn còn dính. Qua luôn, hãy dư lửa cho ba luôn. Lên luôn rồi, mới giờ chợ quá tuyệt vời. Nghỉ mấy ngày rồi có lục nghề không ta? Lục nghề không? Chăm anh chưa chào mặt kìa. Nghỉ 3 ngày à, anh chứ gì phải là mấy hôm nay à, nghỉ 3 ngày rồi cho tôm ăn cái gì mà nó mặc dữ vậy? Hả? Cho tôm ăn cơm hay ăn thức ăn? Đó thấy không? Hết dính rồi nè, thấy không? Cho dầu vô hết dính rồi nè cả nhà. Không lấy ghế cho bạn, cho chú ngồi cơm anh. Cái đầu tiên nha các bạn. Bánh xèo, bánh xèo đi. Không, nó phải phải dục chứ bộ. Phải dục hả? Không phải dục là giảm cân mà. Cái gì nghĩ là cho nó uống trà sữa. Nghĩ mấy ngày con nghĩ con đi chơi á, rồi con đi ăn á, rồi con dẫn mấy con tôm đi theo đúng không? Cho nó uống trà sữa. Nên là nó ăn miếng nó mập luôn à, thấy chứ gì, thấy nó bự quá trời luôn, mau lớn ghê luôn á. Rồi, cái đầu tiên nha, cái đầu tiên của ngày hôm nay sau 3 ngày nghỉ bán. Nó hơi xấu quá chút xíu rồi các bạn. Cái đầu tiên con cho chào bà con vẫn thông cảm. Bánh xèo nhí. Bánh xèo nhí hôm nay con đã bán trở lại rồi. Ông bà tới ủng hộ con. Về quán có một cái diện mạo khá là mới. Hôm nay trang bị bàn bộ bàn ghế xịn sò lắm nha cô chú anh chị. Nãy Phương có coi hình sơ rồi để chút về rồi đắp lắp lên rồi quay cô chú anh chị mình xem. Bánh xèo đi. Con này hai cái cũng nhân. Giờ này mà nó lên lửa rồi. Thôi nó cháy lên trên luôn rồi hay vậy? Nó có dầu hay gì á? Để ông nội xử lý mấy cái chảo cho. Con lo chiên đi. Tôm này mập quá ha. Tầm này tầm sú mà mập lắm. Xèo. Quý cho bốn khách lại đi mà. Ôi khó quá. Sao cái ở giữa nó cháy thì dở dung ra các bé hả? Trời ơi. Nhắm nha. Giờ tưởng có bánh xèo bên trong không ạ? Dầu á, nó cháy dầu vô á. Cái này là màn cuối lửa bánh xèo. Đó giờ ông nội ơi, xử lý cái này cho mày. Cuối lửa, giờ xin lòng. Hello. Hello, hay chồng. Rồi con, ủa có chảo đây chưa? Chưa có hả? Cái đó là cái cháy dầu trong luôn á. Cháy dầu à? Cháy vô cháy thêm mà. Cháy nước vô là nó sẽ cháy thêm. Cái này gọi là hai báo quá báo. Rồi xuống dưới chà cái chảo rồi. Chảo dính chảo rồi. Cái chảo đó nóng rồi kìa, chiên bắt đầu ấy chiên được rồi đó. Rồi bà nội ra. Từ từ. Cái thứ hai. Có khách ăn giờ, 4-5 khách ăn giờ. Quán giờ nhìn sáng. Cái đó chắc chiên không được rồi, nó bị cái chảo. Chảo của ông nội rồi, ông nội đang cầm cái chảo để chiên được. Cái chảo này bắt ra phải đi chà chứ với chà. Láng rồi được không? Còn cái chảo này nữa không? Đúng rồi, bỏ cái chảo nữa. Hay quá. Này chế miếng nước vô để chút trà nó mới ra nè. Nó còn nó cứng nó chín. Rồi ông nội lên được, chảo được. Ô. Nay sao táp lửa lên trên dưới ta? Nay hay chưa là cháy lửa chưa bùng bùng. Tốt không? Tốt. Ngon lành. Luôn lên cái đó.
giờ. 12 giờ hả chị? Hay giờ mà giờ mới đổ. Mấy mấy cái đầu chưa vô phòng đúng không à? Nghỉ nghỉ 3 ngày rồi mà. Tay chân còn cứng chưa dẻo. Giờ này tâm hồn. Đây cái này nè, cái này nè. Coi chừng nóng nha con. Cho mặn. Gìn cái chảo xuống dưới luôn đi, để cái nắp dùng lại cho chị Hai. Để nắp dùng đúng không? Cho chị Hai ập qua kia đi. Nó xuống dưới chào lại, nãy nó bị cháy cái chảo á, nói nó mấy cô bị cháy cái chảo luôn. Chị Phỏng nha, hai tay, đúng rồi, ok, quá giỏi. Lấy túi lên gói bánh xèo. Bịch gói bánh xèo để đâu? Lấy dĩa nhựa nữa nè. Này mới bán lại sớm quá, còn lộng còng cái nhà chưa sắp xếp xong. Xem anh. Lấy đồ gói bánh xèo cho con. Mọc nha mọi người. Cho mẹ ít gì một ngày, phải 3 ly trà sữa cho người. Chào cái thứ ba được không? Ok chưa? Cho này 1 ký chắc tầm khoảng 20 con. Không có chỗ móc hả? Không nội, chưa làm móc rồi, để đại tạm bàn đi. Chưa có móc được. Đúng rồi, lấy cái dĩa nhựa ra. Sao cái này có giao cho cô không? Hả anh? Cái này có giao cho cô không? Giao luôn hả chị? Hai cái của cô. Gón hai. Đủ rồi. Của cô này hai cái nè. Cô tới trước hai cái đó, gói lại. Rồi rau nước mắm đầy đủ. Hai cô đó mở hàng ở ngoài xe ngoài á. Đó, cô cầm tiền sẵn rồi kìa. Cô ngoài á, cô đưa tiền kìa. Rồi, của cô với bà này 4 cái. Còn 4 cái nữa là đủ hả? Còn 4 cái nữa bà nội ơi. Bốn cái nữa đủ rồi. Chưa nữa. Điện chuẩn bị đi. Mới luôn nha, cái xịn mới nè. Mới không? Mới mua hay mới rửa? Niêu luôn. Ây trời. Tại sao lại đi dạy? Cái này nó mà kia cái việc mà né nè, bữa nay không yên luôn. Nay chủ vừa tôm giao tôm to quá. Tôm vừa của cái dưa hấu luôn hả? Đúng rồi, còn bánh thịt dưa hấu. Đổ một hồi hộp rồi, vô đứng kế chú đỡ xin lọc rồi đổ một hồi hộp rồi. Chú nói gì con mà con đổ một hồi hộp với Trâm Anh? Hay là do trời nóng quá? này nóng quá, mai mốt là bà nội phải trang bị ở trong là lắp hai cái máy lạnh luôn. Rồi
Rồi 5 cái luôn xuống dưới lấy lấy thêm rau luôn. Rồi. Rau là nằm ở phía sau nha các bạn. Mỗi lần lại là tôm lại chuẩn bị. Chuyển đổi cho tôm lại nha, chứ cũng không có dễ. Xuống dưới thêm rau. 4 á, giờ 4 á, xuống dưới lấy thêm vô. Nè bà nội cũng mặc đồng phục bán bánh xèo nhí luôn cả nhà, có cả tập về với lại áo luôn. Đổi vị trí các đồ vật dụng thôi, không phải đâu bị lầm cầm. Bà nội đi Tây Ninh luôn á. Bởi vì nãy nói nay sao tôm nó to quá, biết nó ăn cái gì, nó to quá. Ăn đồ béo quá hả? Uống trà sữa. Uống trà sữa. Lấy thêm rau chưa? Lấy thêm rau rồi. Không nhớ đâu. Chào mấy anh. Chào anh Võ Chí Lâm. Chào vợ anh Võ Chí Lâm, chào anh, chào ba ga, chào chú Lâm. Chào 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 hả? Đây là mấy bé đang đổ cái lưới bằng này. Đổ vô form cho con. Hay là đang còn chập nhịp. Chân chung chưa? Chân chung chưa? Chân chung chưa? Mấy bé cái đầu á, xuống chạm nó chưa, nó có cái bé quay rồi. Cây một phút. Em có thấy nó quay đầu lại á, xong hả, giao cho bà xong hả, 5 cái. Rồi đây, cảm ơn cô với bà nha, ghé ủng hộ sớm rồi cả nhà. Xe người ta giao bàn ghế tới rồi nè cô chú anh chị, để cô quay cho cô chú anh chị mình xem nha, nó đang quay đầu xe tải lại nha. Đây xe giao bàn ghế tới rồi nha cô chú chị. Cũng không biết nãy ông nội có cho xem hình sơ sơ thôi chứ không biết, tò mò coi nó đẹp không cả nhà. Cái này có Mạnh Thường Quân tài trợ nha cô chú anh chị. Tài trợ 10 bộ bàn ghế luôn. Rồi sắp đẹp. Ủa tổng cộng là bao nhiêu cái chú? 40 ghế, 10 bàn, 40 ghế, 10 bàn, 1 bàn, 4 ghế. Sao cảm giác như thế nào? Mừng quá. Ai chào, cảm ơn cái cô bên cái gì? Bên nước ngoài được rồi. Bên cô Tiên. Không Tiên nữa. À. Bây giờ cảm ơn cô nước gì? Cô Ngân quá. Cô New Zealand. New Zealand. Đã ủng hộ 10 triệu, còn 7 triệu 2 mình. Có sự tài trợ của bà con cô bác ở nước ngoài, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn mấy cô tài trợ bàn ghế, cảm ơn tất cả bà con cô bác luôn trong và ngoài nước, rồi cảm ơn những quý khách hàng đã đến ủng hộ bánh xèo nhí, cảm ơn tất cả bà con, cảm ơn tất cả mọi người. Nói chung mà bà nội phải ráp nữa hả? Ráp chứ, mình cũng hơi mở ngỡ rồi dân cũng không có nhận suôn sẻ các bạn. Anh có đem đồ ráp mà. Bà nội làm việc đi, ảnh đi có 2 người à. Chuyển vô hơi lâu nha cả nhà. Anh gì phải đi 20 người chứ. Ghế, ông nội gần nè. Một cặp vậy là 2 cái ghế nè. 4 bộ mà 4 bộ, 10 bộ mà một xe luôn rồi. Nhiều mà. Cái này là một bộ nó khoảng 4 cái ghế. Hôm qua là bà nội mua nó đạt mua kiểu như 7
khi người ta giao tới là giao tới là được 40-50% à, không có lấy cho nó mất tiền cọc, mất 2 triệu luôn. Để giờ mình qua mình phụ vận chuyển vô nhà đi cả nhà, xong rồi giúp mình quay cái đoạn lắp ráp của chú chị mình coi nha.